bà con, hôm nay đoàn của công ty cổ phần phân bón Mùa Vàng đi vào thăm cái cánh đồng lúa tại bón phân con lười tại xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An ạ. Và đây là ruộng lúa nhà anh Út đã sử dụng phân con lười F22 ạ, trong vụ xuân năm 2023. Đây là thành quả bông lúa bón phân con lười nên bà con có thể thấy. Bông lúa bón phân con lười thì có cái độ xếp hạt rất là dày, bông lúa thì to, dài, hạt thì chắc mẩy tới cậy luôn. Đây ạ, trên thực tế trên những cái bông lúa ở trên trên ruộng đấy ạ, bộ lá lúa thì thẳng đứng, dày lá và bông lúa thì dài, tỷ lệ nhánh hữu hiệu thì cao ạ. Đây ạ, thế bà con có thể thấy. Đây, tôi có thể nhổ một cái gốc lúa lên. Đây, gốc lúa bằng thân con người đấy ạ. Bộ rễ thì phát triển rất là tốt, rễ lúa ăn sâu ôm nhiều đất ạ. Đây, tôi đi lên đây để tôi phân tích cho bà con. Quá trình để nhánh của rễ lúa của cây lúa bón phân con người thì rất là đẹp, rất là khỏe. Một cái gốc lúa này thì bà con có thể thấy đấy ạ. Tôi có để đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 nhánh này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 nhánh. Đây là cái khóm lúa này thì được 34 nhánh ở đầu bờ ạ. Thì cái nhánh lúa thì đây bà con có thể thấy là bông lúa này, bông mẹ bông con thì đều bằng nhau, tỷ lệ bông thì đồng đều, chứng tỏ là cái cây lúa bón phân con người đẻ nhánh rất là tập trung chỗ đồng đều, vì vậy mà nó không có bông ra trước bông ra sau ạ. Đây bà con thấy đây, tỷ lệ bông thì 1:9:10 luôn. Đến đây bà con có thể thấy là đến khi lúa này, lúa đã sắp cho thu hoạch rồi, bộ lá đài vẫn giữ được màu xanh, lá thì dày, dày lá, cái độ nhám của lá rất là sắc ạ, lá rất sắc, hạt lúa thì chắc ạ, chắc vàng óng, chắc và tận cậy ạ. Đây là cái hạt lúa, đây hạt lúa ở trong cậy đây, hạt lúa ở trong cậy đây, đây nó chuẩn bị vẫn có sữa đây. Thế đây là, đây là cái minh chứng cho thấy là cái phân bón hiệu con lười này là một cái loại phân bón thông minh nhả chậm. Khi mà bón cho cây lúa thì nó cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lúa từ đầu vụ đến cuối vụ cách dồi dào và cân đối, giúp là cây lúa phát triển cân đối này. Thứ nhất là đặc điểm của nó thế là đẻ nhánh đồng đều, các tỷ lệ nhánh thì là to bằng nhau, bông lúa thì vừa to vừa dài, các hạt ở trên trên bông thì xếp rất là nu, số hạt nhiều, bộ lá thì thẳng đứng, sạch sâu bệnh, cây lúa thì cứng cây. Đây điển hình là bộ rễ như này, khi mà trong vụ hè thu ấy mà cây lúa thì thân thì cứng chắc, bộ rễ thì ăn sâu ôm nhiều đất như này. Đây là một cái tạo cái tiền đề tạo cho cây lúa là chống đổ ngã rất là tốt trong vụ hè thu ạ. Vì vậy mà đối vụ hè thu sắp tới thì bà con nên là sử dụng phân bón hiệu con lười. Đây là một cái giải pháp để giúp cây lúa là tăng khả năng chống đổ ngã trong vụ hè thu, cũng như là cái giải pháp giảm sâu bệnh cho cây lúa rất là hiệu quả.